đỗ quyên màu hồng đào ạ. Cây này giống giống gần gần tựa giống màu hoa đào nên gọi là ở đây có hay gọi là hồng đào. Và các bạn thấy nó cũng chả đẹp, cũng không khác gì một cái cây cành cây hoa đào cả. Mà cây hoa cành đào thì mình có thể chơi được qua Tết thôi là hết. Còn đâu cái cây đỗ quyên này thì là cây lâu năm, là cây đỗ quyên ta, màu hoa đào rất là đẹp. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua đích danh cái chậu cây đỗ quyên này ạ, xin vui lòng alo thật sớm ạ. Một trong các số điện thoại trên màn hình bạn nhá. Đỗ quyên hoa hồng đào cánh kép rất đẹp luôn ạ.